nó thấy bóng nó chạy, canh kỹ. Rồi 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 rồi, dính rồi cả nhà. Đó giải rạo rồi. Mẹ ơi dính rồi. Quá mẹ tuyệt vời luôn. Canh kỹ nghe ông Liên. Cho ông lên sóng á. Bữa nay là quay ông anh mình trổ tài bắn cá thiện xạ rồi cả nhà. Con cá lóc bự đang nằm ở đó cả nhà. Đó 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 đó. Rồi dính. Trời đi luôn rồi. Quá trời sao cả nhà ơi, kinh khủng. Mở 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 điện thoại lên cái không? Cái tụi bạn em con lát không được, con quỷ kia cậu nó kìa. Bắn luôn. Một con rồi cả nhà, để mình bắn tiếp con này mình quay cả nhà xem nha. Ai bắn đại đừng ấy. Rồi 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 rồi. Rồi rồi. Đó đó đó. Hai con cả nhà ơi, quá trời luôn. Kinh khủng hai con cá lóc. Rồi mở 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 đèn lát lên dùng xem đi. Đây đây, Di quay cho cả nhà hai con cá lóc nha. Rồi cầm lên thử lên cho người ta xem, cho cả nhà xem ha. Đây con cá lóc cả nhà. Rồi con cá lóc cùng tay của ông anh mình mà coi nào, một cặp cá lóc không cả nhà. Đó. Nhà thấy một cặp cá lóc không? Trời ơi. Hai con cá lóc à. Quá trời hai con cá lóc luôn cả nhà ơi. Chắc dư mình cháo rồi. Rồi. Quá trời. Ngon lành luôn. Hai phát lượm hai con cá lóc khoảng 2 kg đấy. Rồi ta đi luôn đi nha. Quá hay. Yeah. Đây không cầm luôn. Quá hay rồi. Hai con cá lóc cả 2 kg luôn cả nhà. Quá trời hai con cá lóc. Một cặp luôn phải không? Quá trời luôn. Đó, có con cá lóc đang ở trước mặt cả nhà ơi. Đó 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 đó, rồi 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 rồi. Lẹ không biết lẹ. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Yeah. cầm luôn đỉnh cao, quá tuyệt vời luôn, không thể chê vô ra được. Wow, con cá lóc gần 1 kg luôn cả nhà ơi. Quá trời quá, ba con nặng luôn cả nhà ơi, ba con gần 3 kg luôn, nặng túi luôn. À đẳng cấp. Quá đỉnh, quá đỉnh. Làm YouTube tên gì? Dạ, Duy Trần Vlog anh.
Vi Trần Vlog hả? Dạ Duy Trần Vlog ạ. Quá đỉnh, một pha bắn quá đỉnh. Ba phát mang về ba con cá lóc. Ba cá lóc lên cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Kìa kìa, hóc cái hóc đó không? Ở đằng trước nữa kìa. Đang chụp hình thôi, đang chụp hình. Nó tập cận hết trơn. Để cho chụp hình xong rồi lại. Con đang nằm phơi xương cá chê. Nó đằng kia dòm lại giống cá nằm dưới đó phải. Tôi cầm bằng tay luôn rồi đó ông Liên. Trời, lại con cá thử con quay lại. Hiện tại là gì, cái tay gì đang bị quằn luôn cả nhà. Mỏi. Ba con cá lóc quá trời bự luôn. Nhưng mà con cá lóc dừa nữa. Nó chơi hơn cái lóc quá. Chơi thì cũng bự nó rút nó lên. Đây luôn rồi. Rút cái kê luôn rồi. À. Chơi cũng bự. Đang con cá trê ở ngay chỗ cục đá trước mặt đó nha. Đó, cục đá lõm lên trước mặt. Đó cả nhà thấy chưa? Quá tuyệt vời luôn. Yeah. Thật không thể tin được, bốn viên bi, bốn con cá luôn cả nhà. Chạy ra rồi. Chạy hả? Trời ơi, nó giải gạo nó đi ra ngoài luôn rồi cả nhà ơi. Trời, thiệt tiếc á. Nó giải gạo nó lóc ra ngoài luôn rồi. Trời ơi. Tiếc ghê. Quá đáng tiếc cả nhà ơi, nó lóc ra ngoài luôn tiêu rồi. Mới thấy sôi tim chích ngoài đây nè. Nhả tim chết. Bể bong bóng. Tiếc ghê cả nhà. Bốn viên đang mang về bốn con cá luôn mà bắt được ba con, còn con sảy. Cá lóc nhỏ. Cá lóc nhỏ ngay mỏm tảng đá nhô ra nè cả nhà. Chạy hả? Rồi đây tiếp tục có con nữa cả nhà. Mình đứng ở xa anh quay chứ mình không dám lại gần sợ nó thấy bóng nó chạy. Canh kỹ. Rồi dính rồi cả nhà. Đó giải rạo à. Mẹ ơi dính rồi. Quá mẹ ơi. Luôn. Rồi chạy luôn rồi. Rồi. Giải gạo chạy ra ngoài luôn đó nha. Thiệt là uổng. Đó tiếp tục. Chạy luôn hả? Rồi. Ngon quá. Đi chân ông Liên rồi ông Liên. Lụm lên. Tiếp tục nha cả nhà. Quá hay. Dạ. Thật là đẳng cấp quá đó đi mà. Quay lại được rồi. Mỏi tay quá rồi. Mà bệnh cái đó lại. Chơi tay không, bắt con cua để con cua kèm. Bắt cua. Nè cầm đi. Chết con cua luôn rồi. Ê, nó chạy nha nữ. Nữ chơi lèo.
chơi liền này. Bữa này chụp lại đó, không có con bự hơn nữa. Cái gì nó nở một ký rồi. Ủa con bắn ra con bắn cái không bắn không mà. Mấy con chẻn luôn, 4 phát 4 con cá bữa. Nó đứt tay luôn. Chơi chập con cua luôn mà kêu không đứt sao được. À, gần bé nó vậy trời. Liều mà ăn nó luôn, bữa này xảy hoài đâu dính con nào đó. Có gì có nè. Nóc luôn. Ủa, ba luôn, ba. Trời kia bắn chưa? Ba ơi, bắt con cua rồi ba. Đúng rồi, cua biển rồi. Ba, cua biển. Bự hả? Chuyện ba lớn vậy. Bỏ càng luôn đi. Ừ. Bắt con mắt rồi con cua. Nói chị đứng dân giỡn này nãy giờ đuổi mấy con nào mấy bà lớn lớn rồi. À, ủa bự không à? Mấy giờ gì vậy chưa? 9:30. Thấy đâu chỉ mình kiếm một con mình bắn một con nha cả nhà. Sớm giờ bắn 4-5 con mà không chết. Mình không chuyến này lấy tinh thần lại nha, gắn bắn sao cho chết nha. Có không? Kìa, hình như tao thấy đằng đây có con nè, ngay ốc đá kìa. Ừ. Đó. Từ từ lại. Tiến gần lại. Rồi, dãy 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 rồi kìa. Rồi, con kia chạy rồi. Đó. Mừng quá, mừng quá. Bắn bể đầu luôn. Thì giờ mấy anh em mình đi về cũng khuya rồi nha. Thì video Duy kết thúc ở đây nha. Nếu mà cả nhà yêu thích kênh thì nhớ cho Duy xin một like và một lượt đăng ký kênh để kênh nó phát triển hơn cả nhà. Duy cảm ơn cả nhà nhiều ha. Chào cả nhà và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Quá ngon rồi.